đi vô rừng nha cả nhà. Núi này ở mình gọi là hòn núi chóp nón, giống như cái nón. Còn đây là hồ Giằng Rẽ. Còn phía bên này là hòn đá voi. Mình đang ở sau lưng hòn đá voi, có một con đường đó, mình đi theo con đường này, mình đi theo con đường này ra là mình sẽ đi ngang hòn đá voi. Hòn
Hòn Đá Voi thì đó, Hòn Đá Voi hướng này có một con đường chạy thẳng ra ngoài này, đi ra ngoài này là ra Ban Mê Thuột, mà chạy vô trong này á là vô Đà Lạt của tỉnh Lâm Đồng. Núi Chập Nón cả nhà thấy đẹp không? Đây là hồ Dằn Rẽ. Còn nhà mình đây, nhà mình là qua cái núi này, qua khỏi cái núi này là nhà của mình. Nhà mình ở phía phía sau lưng của Hòn Đá Voi. Bây giờ mình để xe đây, mình đi vô rừng nha. Giờ lội qua con suối này. Mấy cái này giờ không có đọt non, cái này ra đọt non ăn được mà. Cái này giờ không thấy có đọt non đấy. Rồi mình đi tiếp nha. Ui da, xem té. Cả nhà thấy không? Lúa mà bà con trồng trong rừng này. Thấy chưa? Chỗ nào mà đất trũng trũng mà có nước là bà con trồng lúa. Lúa này cũng gần gặt rồi. Nước này bà con lấy nước từ suối về đó cả nhà. Từ trên núi chảy xuống đó. Đi tiếp. Đó, cả nhà thấy. Lúc này bà con dẫn vô ruộng đó. Dẫn theo cái con mương này xuống tới ruộng luôn. Nước này chảy quanh năm nha. À đây này, lá lốt này cả nhà. Đây này, đây lá lốt rừng này. Nhà thấy không? Đây này. Đây là lá lốt rừng này. Bây giờ mình nhận thấy lá lốt rừng không? Bây giờ mình tìm cái nào mà có trái mình hái nha. Này mới đang ra bông này. Bông chút xíu này. Lốt hay mọc hai bên suối này. Cây này có bông rồi. Có bông rồi. Không thấy trái đâu hết. Để mình đi tìm chỗ khác thử xem sao. Rất nhiều lá lốt mà không có cây nào có trái hết. À, có trái có kè này. Cả nhà thấy không? Trái này ăn được nha. Đây nè, trái này ăn được nha cả nhà. Trái còn non là ăn chua chua nhất nhớt à. Lá này ăn được nha cả nhà. Lá này chua chua này. Lá này nấu canh chua đúng bài luôn á. Tên gì thì mình không biết. Nhưng mà ăn rất chua nha. Mình mới hái này. Chua.
đỡ khát nước. Con mình vô rừng à. Hai trái cò kè ăn nha. Trái cò kè. Trái cò kè này. Ngon. Ăn nhiều chua. Đợi khát nước đi tiếp nha cả nhà. Cả nhà thấy không, có cái trái ổi này. Trời ơi, có cái ổi đã chưa. Đó, đây. Ui, đã chưa. Trời. Quá đã luôn. Vô rừng mà có ổi là thấy no rồi. Xin mời cả nhà nha. Đây, trại nó đây này cả nhà. Trại này là trại của cây lá lốt rừng. Bây giờ mình hái trại này nha. Trái này ảnh được nha. Bây giờ mình hái trái này nha. Cả nhà thấy không? Cái lạc tiền này thấy chưa? Cái lạc tiền rừng này. Chú cái này nấu nước uống cực kỳ thơm luôn nha. Trái nó này. Chim nó ăn này. Quá trời trái luôn. Mà nó chín là chim nó ăn rồi nè. Cả nhà thấy không? Bây giờ mình lấy cây này nè. Dễ chi có gặp được cái này. Bây giờ mình lấy cây này nha. Về nấu nước uống. Cả nhà thấy gốc nó to không? Không. Mình cắt ngang đây mình lấy thôi. Còn trưa này cho nó nứt ra nó lên lại nha. Đây mình đặt máy mình làm nè. Đây mình chưa lại chân này nè. Đó. Thấy không? Để cho nó nứt lên lại. Đây, mình mới lấy xong rồi. Bây giờ mình ngắt lá bỏ đi nha. Bỏ hết lá đi. Chỗ này lâu năm lắm rồi nha. Uống cực kỳ thơm luôn á. Trái này. Chim ăn hết rồi. Xanh dài chim dớt sạch hết rồi. Mà nó chín chim ăn hết rồi. Rồi giờ mình bỏ lá với bỏ mấy cái trái hình măng ra. Được một cuộn này. Hai cuộn này. Nhìn thấy không? Mình là thích uống tươi hơn uống khô. Cây lạc tiên rừng này giờ về mình nấu nước uống nó cực kỳ thơm luôn nha cả nhà. Thơm lắm. Này hên mình đi mình gặp chứ người ta gặp là người ta lấy hết rồi. Ở mình đó người ta lấy về người ta uống hết rồi. Mình mới đi hái về này cả nhà. Lấy cả bông cả trái luôn. Trái nó đây nè. Giờ mình lặt trái với bông ra. Rồi mình đi rửa sạch sẽ nha. Mình lặt được chừng này trái với bông. Bây giờ mình đi rửa sạch sẽ nha. Trái khoai mình mới hái về nè. Cả nhà thấy không? Đó, một dây này. Chùm chùm vậy này là cái trái này cả nhà. Giờ mình lấy trái ra nha.
Rồi bây giờ mình đem đi rửa sạch sẽ rồi mình luộc nha. Hello cháu Lâm. Chào các bạn ơi. Cháu nó ngày nãy đi làm, giờ mới về đó cả nhà. Nay đi phơi lúa. Mới vừa xong. Phơi cho mình hay phơi cho người ta? Phơi cho người ta. Phơi tính một tấn bao nhiêu? Một bao 15 ngàn. Một bao hả? Phơi khô luôn á hả? Một ngày được mấy bao? Ngày phơi 20 bao thôi. 20 bao. Một bao 15 ngàn. 300. Ngày 300. Cây lạc tiên mình mới đi lấy trong rừng về này, mình đã rửa sạch sẽ rồi, bây giờ mình bỏ vô mình nấu nước uống. Ớt với tỏi giờ mình bỏ vô. Trái mình mới đi hái về này cả nhà, trái của cây lá lốt rừng, bây giờ mình bỏ vô nha. Mình bỏ đây tí bột ngọt, chút muối. Bây giờ mình giã. Bây giờ mình ướp vô sườn cốt lết. Bây giờ mình đổ vào đây ít dầu, nước mắm, hạt nêm. Bây giờ trộn đều. Rồi bây giờ mình chờ khoảng cỡ 10 phút đến 15 phút để cho thịt thấm gia vị. Trái khoai mình mới hái này. Bây giờ mình đổ vô mình luộc nha. Mình bỏ vô tí muối. Rồi. Trái khoai mình cũng đã luộc rồi. Hello, xin chào cả nhà. Chiều hôm nay chú cháu mình lai rai sườn cốt lết nướng này, trong này mình ướp trái lá lốt rừng này, cả nhà thấy hấp dẫn không? Đây là trái khoai, trái khoai tím. Cái mùa này á, là mình ăn trái, còn cái mùa kia là mình ăn củ. Mùa nắng mình ăn củ, mùa mưa mình ăn trái nha. Cả nhà thấy trái to không? Xin mời cả nhà cùng góp vui với chú cháu mình nha. Mời cả nhà. Cầm anh mới đã. Xin mời cả nhà mình nha. Mùi lốt. Công nhận trái lốt rừng mình ướp mình nướng rất thơm nha cả nhà. Thơm mùi trái lá lốt rừng, thơm mùi tỏi, hấp dẫn đó.
cây cây của ớt ăn củ khoai, trái khoai nữa nha, ở trong màu tím à, lột cái vỏ ra đây. Này tối rồi, đúng là mình gọt vỏ mình luộc nhanh hơn. Xin mời cả nhà nha. Ở trong bùi ngon. Cùng vô cái củ rồi. Bùi bùi. Xin mời cả nhà cùng dùng ly rượu với chú cháu mình nha. Mua đi, trời tối rồi cả nhà. Cả nhà nghe ít nhái kêu không? Đã không? Ít nhái kêu. Ăn luôn, ăn cả bỏ luôn, khỏi lột. Cắn miếng thịt á. Ngon. Hấp dẫn đây. Công nhận trái ra lỗ đừng rất thơm như cả nhà. Để mình đi hái xa quá. Ở mình giờ chưa trái, giờ mới ra mà vài trái sơ sơ không. Chú cháu mình ăn hết cái này xin phép rồi. Mình lại rai và ví dụ nha. Cả nhà nghe ít nhái kêu không? Thôi mũi cắn hả? Này đâu có mũi đâu, một cái ếch nhé. Hồi nãy lột vỏ giờ khỏi lột luôn. Ngon không? Ngon. Một nửa mình nướng, một nửa mình chiên à? Mình nướng mình chiên. Đã. To. Rồi video đến đây mình xin dừng lại nha. Để chú cháu mình vô đây lai ra thêm vài video nữa. Xin tạm biệt cả nhà. Hẹn gặp lại cả nhà trong những video mới nhất nha. Bye bye. Ngồi ngoài này mũi quá mà mình không dám đuổi, nãy giờ nó đuổi.